những cái biến dạng trên xương mũi rất là nặng nề. Hệ thống vách ngăn của bạn nó lệch toàn bộ sang bên phải. Cái mũi của em nó là thứ nhất là mũi nó biến dạng về xương. Cái mũi mình đơn vị mũi mình nó 7 cái đơn vị thôi. Nhưng trong đó có phần xương và phần sụn, thì bây giờ hiện tại phần xương của em và sụn nó tạo thành một cái hình cong gần như cong chữ C. Gần như toàn bộ cái này của em sẽ cần chụp lại cái CT để xem cái mức độ của nó. Hay là xem cái ở cái vách ngăn bên dưới toàn bộ cái xương, cái phần xương ở bên dưới vách ngăn để xem lệch ở bên dưới hay không. Được nha. Thì có thể mình khi chụp CT của nó và kèm theo mình nội soi để tai mũi họng để... Trường hợp bạn Linh Nho Liêm này là một cái ca rất là đặc biệt và rất khó trong cái vấn đề về chỉnh hình mũi, những cái biến dạng trên xương mũi rất là nặng nề và tình trạng cong vẹo mũi rất là nặng, và chúng tôi bắt buộc phải chỉnh sửa ngoài cái phần cấu trúc về mô, về sụn của mũi, chúng tôi phải sử dụng công nghệ siêu âm để cắt chỉnh sửa rồi ghép những cái phần xương lồi lõm, rồi xương gồ ghề, xương cong vẹo để sắp xếp chỉnh lại toàn bộ trục, đồng thời chỉnh hình lại cả cái vách ngăn của bệnh nhân.